theo con nha, theo con số sản phẩm của Kino nè. Đây, Kino 165,2 nè. Cái mũi dàn sới của Kino luôn nè. Xinh bìa luôn. Quá đẹp. Có cái ghế ngồi luôn mà con. Số dàn sới nha. Hai bốn lưỡi luôn nè. Dài 1m3. Trăm sáu mươi lăm trừ hai là ít. Đây tới thằng Kino MK120S xin bìa luôn. Kino 150,2. Đây số mẫu của Kino này đẹp không? Nó đẹp. Mẫu giống K700 của mình luôn. Bảo hành 1 năm. Kino đẹp. Sáu số hai tới ha, sáu là hai số về sáu số tới. Ở đây số dòng máy của Kino nè. Đây Kino 3.25 nước nè. Đây là anh em chỉ ghe ủi chẹt ok là có ống đồ sẵn luôn nè. Ồ, ngon. 2.2 kW 30 HP 2.400 dòng kinh phúc nặng 230 kg. Đây Windows xà gió nặng 2 luôn, nặng 320 kg. Đây Windows hàng 6 6 xà bút treo nha. Mày có đề không con? Đây này có đề luôn nè. Đề có sạc luôn. Hàng 6 không đề nè. Không đề. Hàng 4. Đây 195,2. Có nhiều cái dòng sản phẩm nhưng mà cái công suất thì từ 5 tới 50%. Đây 125,2 nè. NAB có đề nha. Có đề có sạc luôn nè. Một con găm vô sạc. Kino nha. 135S. Đây con có để. Đây 135S. 105S luôn. Cái đó 1 vậy nè. Chính vì vậy ông Nhật ông mới thiết kế ra cái con hai trái dục hay búa. Thôi bữa nay nó là một Kino phát điện với Kino luôn. Đây phát điện với Kino. Alo. Alo. Nghe này. Bán gì anh? Bán gì anh? Đúng rồi. Dạ đúng rồi.
Ở đó trong miền Tây Thanh ơi. Dạ không. Đây, 165.2. Của ông Vinon tắt gửi nha. Đúng rồi, tắt gửi. Đây, 125.2. Bây giờ ra thì để bán cái này. Cho một nước vui thì nó phát điện với cái nô màu rất đẹp nha. Thằng sớt với cái nô sẽ xăng luôn MK070 dòng cái nô mà con đề bọn đầy đủ. Vino 50, Vino 70, Vino 80 luôn, 105, 125.1, 125.2, 105S, 135S, 125.2, 125.2 LX, đây 135 có để. Alo. À, tắt cắt. Không có sẵn rồi, cho anh mua lên máy thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Ừ, để em coi có không. Anh ở đâu? Đâu anh nhắn tin giùm em được không? Anh đang đi hội nghị rồi. 5 phút nữa mà anh nhắn tin đi. Rồi ok, chỉ là cái xu 100 ha. Dạ. Dạ dạ, rồi chỉ là gửi cái bom nha. Muli anh xuống cút thẳng xéo qua này. Thẳng hả? À, với Muli khoảng tắt 2 đây nè. Rồi ok, nhắn tin cho em nha. Đây, đó quý vị nó 135S nè mà con. 125.2 nè, có đề luôn à. Có đề bấm sạc là sợi nè. Trừ 2 này á, nó có búa dục, nó có hai trái búa dục. Nên nó chạy rất êm nha, đề trừ 2 là có búa dục chạy rất êm. Chạy rất là lực. Còn ở đây trừ 1 đâu. Đây, đời trừ 1 thì nó không có hai cái trái dục, hai búa dục đó nên chạy nó nguyên bằng cái đời trừ 2. Đời trừ dục thì mặt ca, đời trừ 1 thì mặt cam nó ngắn. Đời trừ 2 thì mặt cam nó dài nè con. Mà con nào có nhu cầu luôn à, 08, 635, 607. Tiên mà con. Đây số dòng máy lớn nhìn phát điện nè, 2004 nè. Phát điện nè, dành cho phát điện để ủ chẹt của ghe ok không con? Đặc biệt con này ủ chẹt cái có đề này sẽ cổ lúa cũng được nữa nè. Alo. Toàn bộ sản phẩm của Kino nè. Đẹp rồi con. Nó sản phẩm của Kino nè. Con nào có nhu cầu alo nha. Con 88635607. Hay nhận sới Kino mẫu giống hình K700 luôn con. Xin bìa luôn nè. Đẹp thật. Đẹp nha con.
Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Xem lìa luôn nha con, rất đẹp. Mới sẽ mới nó khỏe bà con ơi. Độ rất là chắc chắn, 6 số tới, 32 số luôn. Rất đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Này mẫu thứ hai nè, mẫu này 24 lưỡi nè. Có ghế ngồi luôn bà con. Đây. Mẫu này có ghế ngồi luôn nè. Nó đang chạy cái LV 125-2 nè. Nó có hai cái búa dục này nên chạy rất im và rất lực nha. Đây. 24 lưỡi xin bìa luôn, Wikino luôn. Có ghế ngồi luôn bà con. Được rồi. Xài liên tục được luôn nè. Tiện nha. Đây là con Wino hang vang hay nước. Con của chẹp của ghe là ok luôn, có đường ống dẫn ra sẵn hết trơn nè. Con cứ đấu vô thôi. Đặc biệt là chụp vô này các con, chụp vô này sẽ giúp cản bụi nè, sẽ ít bụi bám với nó làm sập bùn đốt, ít bị vô bùn đốt, sẽ tăng tuổi thọ bùn đốt lên, ít độ hơi nha. Sao nói vậy ta? Út thẳng, út xéo không?